Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lốc của Hải Nội dung trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái nhiệm vụ Đó là nhiệm vụ mới của cái thằng Đó là uh, OX nha các bạn Đó là cái nhiệm vụ C này nè các bạn nè Thì đây là cái nhiệm vụ mới ra nha các bạn Rồi thì đây là cái thông tin về cái nhiệm vụ nè Đó là uh, Office này đã hợp tác với Com giách nè Cho cái nhiệm vụ C nè Chúng tôi tôn vinh văn hố meme Và mời bạn uh, Đó là mang những meme sôi động đến với OX nè Ngoài ra chúng tôi đã yêu cầu À, đó là à, giảm cái yêu cầu về mã thông báo cho nhiệm vụ l nè khiến việc này trở nên dễ dàng hơn. thì đầu tiên thì các bạn bấm vào cái đường link của nó nè để mà cập nhật lên cái app Oax mới nhất nha các bạn. đây. sau khi mà các bạn bấm vào đường link đó thì các bạn tải cái phiên bản này nè. cái phiên bản cái ô thứ hai nè. đó là tải xuống từ GitHub nha phiên bản là v 0.1.10 nha các bạn đây rồi các bạn quay trở lại với cái ứng dụng của chúng ta nè thì cái nhiệm vụ l này nè nếu mà bạn nào mà không hoàn thành nhiệm vụ l này nhưng mình là mình đã hoàn thành nhiệm vụ l nè có ba cái tích xanh như thế này và nó hiện lên tích xanh như thế này là ok nha các bạn không cần phải làm gì cả các bạn cũng không cần phải làm cái nhiệm vụ c này nha đấy nếu mà bạn nào hoàn thành nhiệm vụ l thì các bạn không cần làm nhiệm vụ c nhưng nếu bạn nào không hoàn thành nhiệm vụ l thì các bạn bắt buộc phải hoàn uh, thành cái nhiệm vụ c này nha thì uh, theo cá nhân mình thấy uh, cái nhiệm vụ c này là các bạn mà uh, phải nạp nha các bạn phải nạp các bạn mới có thể làm cái nhiệm vụ c này nha các bạn còn uh, nếu mà các bạn là uh, nhiệm vụ l này nè uh, nếu mà các bạn uh, nhờ một ai đó chuyển usdt vào đây để mà các bạn swap sang usdt nè ít nào và AGE nha thì cái cái này á, là những cái đồng coi thử nghiệm thôi nó không có giá trị nha các bạn nó không có giá trị gì cả cho nên nếu mà các bạn nhờ được một ai đó à, nếu mà lúc trước các bạn không còn lem được không còn lem 10 cái đồng USDT á, thì các bạn nhờ một ai đó các bạn chuyển vào để làm nhiệm vụ L này còn nếu các bạn không nhờ được á, thì các bạn phải làm bắt buộc làm nhiệm vụ C này nè. Cái nhiệm vụ C này á, là các bạn còn phải có đó là một cái đồng co nè. đó không? Một cái đồng co. Và đó là 0.8 0.816229 cái đồng com này nè. Thì để mà có cái đồng này á, thì đầu tiên các bạn quay trở lại giao diện trang chủ nha. Rồi ở giao diện trang chủ như thế này nha, trang chủ nha. Các bạn mà bấm cho mình chuyển cho mình sang cái mạng đó là cái mạng uh, co down nè. Đây nè, cái mạng co mainnet nè các bạn mới có thể làm được nhiệm vụ này nha. Thì nhiệm vụ này các bạn còn phải nạp vào nha. Đấy. sau khi các bạn chuyển sang cái mạng co nè, đây co mainnet nha. Thì các bạn tiến hành swap nha. Swap để chúng ta có 0.0.8 cái đồng đó là cái đồng com nè và một cái đồng co nha. Thì để mà làm nhiệm vụ này thì các bạn bấm vào chỗ hấp nè, hấp nha. Rồi tại đây các bạn bấm vào chữ swap nè. Để mà chúng ta swap sang cái đồng những cái đồng token đó nha Thì ở đây nó có cái đồng co nè Và bên dưới các bàn chọn có thể chọn một cái đồng nào đó Ví dụ cái đồng com đi Thì chúng ta có cái đồng co chúng ta swap sang cái đồng com nha Thì ở đây mình sẽ chuyển cái đồng co vào đây nha các bạn Mình chuyển cái đồng co từ sang OKX vào đây nha Rồi để mà chuyển thì các bạn copy cái địa chỉ ví nè Ở đây có cái địa chỉ ví nè các bạn có thể copy nha Đây các bạn bóc vào đây nè Để mà copy cái địa chỉ ví này nha các bạn đây sau khi mà các bạn á, bấm vào thì ở đây có địa chỉ quý này các bạn copy hai cái ô vuông này các bạn copy nha rồi bây giờ chúng ta vào cái sau khi mà copy á các bạn vào sàn ok nha các bạn có thể mua cái đồng co nha để để mà chuyển vào đây nha các bạn rồi sau khi mà các bạn vào cái sàn giao dịch đó là ok nha thì chúng ta tiến hành chuyển tiền nha thì các bạn bắt buộc phải có cái đồng co nha nếu mà các bạn chưa có thì các bạn phải dùng usdt để, để mà mua nha các bạn rồi rồi thì ở giao diện trang chủ như thế này nè các bạn bấm vào cái phần tài sản của các bạn nè rồi tại đây á, nếu mà các bạn có đồng co thì nó sẽ hiện cái đồng co của các bạn ở đây nha. Các bạn có cái nút mà à, gửi tiền và rút tiền nè, thì chúng ta rút tiền nha. Các bạn bấm vào rút tiền nè. Rồi các bạn chọn giao dịch rút tiền mã hóa nè. Rồi các bạn chọn cho mình tìm cho mình cái đồng co nè. Nếu mà không có thì các bạn bấm bên trên nè. Các bạn đánh cho mình co nha. Đây cái đồng co này nè, các bạn bấm vào. Rồi các bạn chọn rút tiền trên chuỗi nha. Rồi bây giờ chúng ta nhập cái địa chỉ nha. Các bạn dán cái địa chỉ mà các bạn copy ở trên cái ứng dụng OEX á. Các bạn dán vào đây nha. Rồi sau khi các bạn dán vào thì các bạn kiểm tra kỹ cái ứng dụng OX nha. Cái đuôi của nó nè. À, 2135 nha. Thì xem thử có đúng hay không nha. Đây 2135 nè. Đó, cái... Nói chung các bạn kiểm tra cho đúng cái địa chỉ ví mà chúng ta chuyển nha các bạn. Rồi các bạn chọn mạng các bạn bấm vào. Ở đây thì nó chỉ có một mạng thôi đó là mạng co nha. Các bạn bấm vào chọn mạng co nè. Rồi các bạn nhập số dư nè. Rồi ví dụ ở đây mình chuyển ba cái đồng co đi. Rồi, à, tiếp theo đó là các bạn chọn tài khoản rút tiền này thì các bạn bấm vào. À, ví dụ ở đây mình chọn tài khoản lên đây. Các bạn có ở tài khoản nào thì các bạn à, chọn tài khoản đó nha. Đây, mình à, chọn tài khoản Funin nha các bạn. Rồi, sau khi mà các bạn điền đầy đủ thông tin này à, thì à, các bạn số tiền nhận được là nó trừ cái phí là 0.001 co nha. Chúng ta nhận được còn 2.9 co thôi. Đấy. Rồi sau khi mà các bạn điền đầy đủ thông tin như thế này á, các bạn bấm vào nút gửi nha rồi các bạn bấm vào tôi hiểu tất cả những rủi ro nè rồi bấm tiếp tục nha rồi các bạn bấm vào nút xác nhận bên dưới nè rồi bây giờ các bạn xác nhận qua email và xác nhận và à, đó là à, ứng dụng xác thực 2FA nha rồi các bạn bấm vào chữ đó, gửi mã nè để mà lấy nó gửi cái mã code về à, đó là email của các bạn để các bạn chuyển nè rồi các bạn nhập cái mã xác thực hai ba vào đây để mà chuyển nha rồi như vậy là chúng ta đã gửi cái đồng co thành công nha các bạn. Thì các bạn chờ khoảng một phút nha thì nó sẽ chuyển qua cái ví OIX của chúng ta nha các bạn. Rồi và bây giờ các bạn mở cái ứng dụng OIX của chúng ta vào để mà kiểm tra xem cái đồng co đã vào ví của chúng ta hay chưa nha. Như vậy là chỉ sau khoảng một phút thôi các bạn là cái đồng co của mình đã có trong ví rồi nha. Vì mình chuyển ba cái đồng co vào thì hiện tại nó còn 2,9 cái đồng co nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn chúng ta làm nhiệm vụ nha. Các bạn bấm vào cái mục hấp nè. Tại đây các bạn bấm vào cái mục swap nha. Rồi chúng ta chọn ở trên là cái đồng co nè Bên dưới là các bạn bấm vào Các bạn chọn cho mình cái đồng com này nè đây Rồi à, bên dưới này các bạn Thì các bạn chuyển sang một cái đồng com nha Rồi ở đây các bạn không cần chuyển nhiều đâu các bạn Các bạn chỉ cần chuyển 0.1 cái đồng co sang 61 chấm mấy nè nó chung kệ nó đi Các bạn chuyển 0.1 cái đồng co Các bạn bấm vào nút swap nè Rồi như vậy là nó đang swap nha các bạn Các bạn chờ nha Rồi như vậy là chúng ta đã swap xong nha các bạn. Các bạn quay trở lại giao diện ngay chỗ cái mission nè, cái giao diện nhiệm vụ của chúng ta. Các bạn bấm vào cái phần nhiệm vụ xe nè, xem thử đã hoàn thành chưa nha các bạn. Đây, như vậy là mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ đó là cái nhiệm vụ C rồi nha. À, đó là mình có à, một cái đồng co nha. À, các bạn có nhất một cái đồng co và không chấm nè, một cái đồng co nè và wow, 0.8 0.816 cái đồng đó là cái đồng com này nè các bạn nè là các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ này nó lên cái tích xanh nè và wow, cái tích tím luôn nha các bạn đấy thì nếu mà bạn nào không hoàn thành được cái nhiệm vụ L này nè thì các bạn bắt buộc phải nạp để mà hoàn thành cái nhiệm vụ C nha các bạn. Đây như mình là mình nếu mà bạn nào hoàn thành cái nhiệm vụ L này thì các bạn không cần phải làm gì cả nha. Đây nhiệm vụ L này nếu mà các bạn làm xong thì thôi các bạn không làm gì cả. Còn không nếu mà nhiệm vụ L các bạn không hoàn thành á là các bạn phải bắt buộc các bạn phải hoàn thành nhiệm vụ C nha. Đây như mình là đã hoàn thành nhiệm vụ C luôn rồi nha các bạn. à um, còn à, các bạn nhớ đổi mạng nha ở đây nè nó có cái mạng co nè đấy ở trên đây là mạng co nè và mạng long tét nha cái cái nhiệm vụ l là các bạn làm trên cái mạng long tét nét này nè còn cái nhiệm vụ c là các bạn làm trên cái mạng co may nè thì cái mạng co may là các bạn bắt buộc phải nạp cái đồng co vào thì các bạn không còn phải nạp nhiều đâu như mình là mình nạp ba cái đồng co là quá nhiều rồi đó các bạn thì các bạn chỉ cần nạp khoảng là uh, một, uh, một 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 rưỡi đây một cái đồng co rưỡi thôi một phút uh, năm cái đồng co thôi các bạn là các bạn đủ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nha các bạn và 1,5 đồng co thì giá hiện tại cũng đó là cũng vài chục ngàn đó các bạn à, thì các bạn nạp khoảng 1,5 đồng co thôi nha các bạn thì à, khoảng 3 đô thôi 3 đô là khoảng 45 50 ngàn gì thôi nha các bạn đấy rồi như vậy là mình đã vừa chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn có thể hoàn thành cái nhiệm vụ đó là nhiệm vụ xe nha các bạn đây là cái nhiệm vụ mới nha đây rồi và hiện tại trên cái app Satoshi của chúng ta vẫn đang khai thác cái dự án đó là OG nha các bạn. OG Green Exchange đó các bạn. Thì bạn nào mà chưa đăng ký app Satoshi á, thì các bạn cứ việc đăng ký á, cái app Satoshi để mà đăng ký dự án của chúng ta nha. Rồi video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc. Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.